bây giờ mình tưới cây thôi. Ồ, cái cây nó được uống nước cho nên nó màu lớn thì chưa mấy bạn. Ai bây giờ anh sẽ kéo cái tấm ván của em lại. Hay thả sao vô, kéo, bị móc vô. Rồi, qua đây. Yeah, được rồi. Lên đây với anh nào. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Các bạn ơi, hôm nay thì tụi mình lại tiếp tục tham gia cùng với đội chó cứu hộ để xem hôm nay có những nhiệm vụ gì và những chú chó trong đội chó cứu hộ sẽ giúp đỡ được những gì cho người dân ở đây nha. Các bạn nhớ ai đây không? Đây là Rocky. Ôi, mấy bạn ơi, cái cây này nó khéo rồi. Rồi mình lấy nước mình tưới nó nha. Wow, trời trời, dạo dạo ướt mềm rồi. Ôi, mình quên. Mấy bạn nhớ chú chó nào là mới tưới nước được không? Đúng rồi, đó là Muscle. Muscle có chiếc xe cứu hỏa nè. Trên lưng còn có bình nước, mới tưới được cây. Còn Rocky là chạy xe rác, chuyên tái chế rác mà. Đâu có tưới nước được đâu. Vậy mà mình quên chứ. Thôi, để mình chạy về hỏi anh Raider nhiệm vụ thử xem. Không biết hôm nay có nhiệm vụ gì nữa. Hôm nay là tập mới rồi. Ua, thương nhiều quá rồi ta. Vì ở tập 3, mình có làm tốt nhiệm vụ cho nên được anh Raider tặng cho một chiếc mũ. Wow, thích quá vậy ta. Ý, đằng kia có người đang đứng kìa. Không biết chuyện gì mà buồn dữ vậy ta. Thôi mình qua hỏi thăm xem. Bác ơi, bác bị sao mà bác buồn hiu vậy? Trời ơi, hãy xem đây. Những cái cây hoa ta trồng ở trong chỗ cái bồn bên này á, nó chết khô rồi bởi vì không ai tưới nước cho nó hết trơn. Ta đã đi tìm nước rất nhiều, chỗ này cũng không có nước. Ôi vậy hả? Vậy là mở sổ, có nhiệm vụ cho bạn rồi nè. À, mình đây. Ông ơi, ông yên tâm đi. Mở sổ sẽ giúp tưới nước dùm cho ông. Ôi, nếu được vậy thì tốt lắm. Ta đã tìm nước ở vùng này rất là nhiều luôn nhưng mà không có nước. Rai, đừng rai, để Muscle xuất hiện đây. Ồ, cái này gọi là cái bùng binh. Nó là một cái vòng tròn ở giữa con đường vậy nè. Để cho giảm kẹt xe. Nên người ta mới làm cái bùng binh này nè. Thôi, bây giờ mình tưới cây thôi. Ồ, cái cây nó được uống nước cho nên nó màu lớn thì chưa mấy bạn. Ý, bên này cũng còn một cây nữa. Nó héo queo rồi, mọc lên không nổi luôn rồi nè. Được lắm, để mình tưới cây. Đó, nó thiếu nước, nó không có cái lá nào luôn. Bây giờ mình tưới nước, nó ra lá quá trời luôn nè. Anh Raider ơi, em đã cứu sống được hai cái cây rồi nè. Giỏi lắm mơ sồ. Hãy nhìn xem, ông hồi nãy ông rất là vui mừng luôn. Yeah. Wow, bông hoa nở thiệt là thơm. Mấy bạn từng ngửi mùi thơm của bông hoa chưa? Mà sồ ngửi rồi, thấy thơm quá à. Ôi trời, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Tình chiếc cầu của ông thị trưởng đang bay vòng vòng kìa. Có ông thị trưởng và những con mèo của ông ấy ở trong đó đó. Ôi, cô bán hàng này sao buồn vậy ta? Cô ơi, cô có chuyện gì cần giúp đỡ không? Ôi, ta chỉ đang bán quần áo và mũ nón cho những chú chó. Muscle có muốn mua không? Ồ, dạ, con không có tiền. Thôi, con không giúp được gì cho cô đâu, thôi con đi đây. Các bạn ơi, Muscle có đồ rồi nên Muscle không có mua nữa. Chừng nào tới Tết, Muscle mới mua thêm đồ mới thôi. Ý, chuẩn bị có tàu lửa chạy qua kìa. Cái biển hiệu đèn thông báo của đường ray nó đang nhấp nháy. Thôi, quẹo qua bên đây đi. Chứ mình gặp tàu lửa là mình dừng lại lâu lắm. Tại tàu lửa nó dài, thiệt là dài luôn. Thôi đánh luôn. Ây da, cái đường này bị sao mà bị chặn lại rồi. Thôi quẹo qua đường này đi. Không biết có chuyện gì nữa, để tí nữa hỏi anh Raider thử tại sao con đường này bị chặn lại. Mấy bạn nhìn nè, trên con đường này có rất là nhiều khúc xương luôn. Ơ, cái tòa tháp phía xa xa mấy bạn biết là nhà của ai không? Là nơi làm việc của đội chó cứu hộ đó. Bus Tower, tòa tháp của đội chó cứu hộ. Ôi, có một chú bé ở trong công viên đang buồn kìa.
Thôi để mình vô cái đã. Cái đây là chỗ công viên nè mấy bạn. Ở giữa thành phố hay có cái công viên lắm, cho mấy bạn nhỏ tới chơi. Em ơi, có chuyện gì mà em buồn vậy? Cái xe điều khiển từ xa của em nó bị chạm mạch rồi. Em nhấn không có được. Đâu đâu, để em sửa thử. Ê, được rồi nè, được rồi nè. Ồ, nó chạy rồi nè. Ơi, cảm ơn, cảm ơn. Cái xe nó chạy rồi đó, em chỉ cần cầm điều món lên điều khiển là được. Dạ, cảm ơn, Marshall. Không có chi, không có chi. Đâu, để coi thử người dân ở đây có ai cần mình giúp đỡ gì không nha. Có vẻ như người dân ở đây đang rất là sống hạnh phúc, không ai cần giúp đỡ gì hết. Wow, chỗ này có một luồng khí mạnh ghê không. Nếu mà gặp Sky có đôi cánh thì cái này á, cái khí này sẽ đẩy cho Sky bay lên cao luôn đó. Đâu, Sky làm thử xem. Ok. Wow, trời ơi. Nó đẩy mình lên trên sân thượng của tòa nhà luôn rồi nè. Hay quá, hay quá. Nè nè nè, tặng cho Sky cái cục xương đó, để làm sticker dán vô trong máy bay đi nè. Ồ, hay quá, hay quá. Rồi, tính khí cầu nữa kìa. Wow, bây giờ mình đang ở mức ở trên sân thượng luôn. Ê, khi mình ở trên sân thượng của một tòa nhà cao, mình thấy mình gần tính khí cầu quá trời luôn. Wow, wow. Mấy bạn ấy, thấy là Rubble nhảy giỏi không? Dù Rubble béo phì đó nha. Ôi, hôm nay thành phố vắng vẻ quá. Để mình đi vòng vòng mình kiểm tra xem có tội phạm hay gì không, để mình còn kịp thời cứu nữa. Dạ dạ dạ. Ý, phía bên kia công viên có gì vậy ta? À, thì ra lá khô, những cô lao công đã quét nó vô thành một đống to như cái núi luôn rồi nè. Ha, nãy á, Rubble mới chui vô trong đó trốn á, giờ đã lắm. Có cây khô á, cho nên nó nhẹ lắm, mình chui vô nó kêu rột 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 rột. Thì, ui, xe điều khiển từ xa có ai để đây vậy ta? Wow, wow, nó chạy làm mình hết hồn luôn à. Ui, đây là đồ chơi con gà và đẻ trứng nè. Mình có đồ chơi mới. Để chiều về mình đem về cho mấy bạn khác chơi. Chui vô cây trốn. Ai, trong công viên không có chuyện gì nữa. Ai, để bây giờ mình đi ra ngoài biển thử. Ngay khúc biển á, có rất là nhiều đá luôn á mấy bạn. Dạ. Ở biển cũng không có gì. Ai, chạy vô đây. Wow. Ý, ở biển này có con sò nè. Ôi, nếu mà mình chiều nó sẽ nhảy tưng lên luôn. Rồi chạy xe đi trở lẹ. Dạ. Trời, cá khó chạy quá. Khi mấy bạn chạy xe trên cát á, nó lặn dấu vết trên cát luôn, khó chạy cực kỳ. Ý, các bạn có vừa thấy một cô bé đang rất là buồn không vậy? Không hiểu à. Được rồi, để mình á sẽ tới hỏi thăm cô bé. Wow, ai đào xương mà giấu ở dưới cái cát này vậy ta? Ai, cảnh sát Jay xuất hiện. Cảnh sát Jay tới điều tra nha mấy bạn. Cô bé ơi, cô bé bị sao vậy? Con mèo yêu quý của em nó bị trôi ra ngoài biển rồi, mà nó không biết bơi, bây giờ không biết làm sao kéo vô được hết. Ok, được rồi, để Zimmer tới giúp cho. Zimmer có một chiếc thủy phi cơ, có thể bay được trên mặt nước, cho nên có thể đi ra ngoài đó để cứu em mèo vô. Vậy gọi Zimmer tới liền đi, em mèo ngoài đó rất là sợ hãi. Đây, Zimmer xuất hiện. Đây là chiếc thủy phi cơ của Zimmer. Rồi, chạy thẳng tới chỗ đó luôn. Ở đó đó, em mèo đang bị trôi giữa biển kìa. Em mèo ơi, bình tĩnh, đợi xíu nha. Rồi, bây giờ anh sẽ kéo cái tấm ván của em lại. Đây, thả phao vô, kéo, chuẩn bị. Móc vô, rồi, qua đây.
ơi, lên đây với anh nào. Anh sẽ chở em về với cô chủ của em nha. Cảm ơn anh Sim à. Cô bé ơi, em mèo đã an toàn rồi nè. Bây giờ không còn lo lắng gì nữa nha. Cảm ơn Sim à. Không có gì, không có gì. Ồ, còn được tặng một cái nón nữa chứ. Đẹp quá. Nhớ sau này em đừng có đi ra nước nữa nha. Tại vì em không biết bơi mà. Dạ, dạ. Wow, kinh khí cầu con mèo của ông thị trưởng kìa. Ui, trời nó to quá. Đây, các bạn xem Summer chạy lui đây. Các bạn thấy ghê chưa? Thủy phi cơ của Summer rất là xịn luôn. Có thể đi tới, đi lùi và điều khiển được chính xác để lượm những khúc xương luôn đó. Wow, ngoài biển có rất là nhiều khúc xương luôn. Vậy bây giờ Summer sẽ đi thu lượm lại nha. Đúng rồi, đi lên bãi biển đi. Ở trên bãi biển cũng có nhiều chỗ để coi lắm á. À, có nguyên một lâu đài cá luôn kìa mấy bạn ơi. Ui, đẹp quá, đẹp quá. Một lâu đài bằng cá. Lên, lên nữa. Wow, ở đây là có những cái ghế nè. Và có cây dù để cho du khách ngồi tắm biển. À, chỗ này là chỗ của chú bảo vệ biển nè. Chú đó sẽ ngồi đây để xem thử có ai bơi ra ngoài biển mà gặp tai nạn là chú sẽ ra chú cứu đó. Mà bây giờ không biết chú đi đâu rồi nữa, cho nên chú không có nhìn thấy được em mèo bị rơi ra ngoài biển. Ừ, đồ chơi này chơi cát nè, tôi mờ rất là thích luôn. Ai à, đi về để báo cho anh Raider biết mình đã xong nhiệm vụ. Và tập sau sẽ có những nhiệm vụ khác hay hơn nữa. Các bạn nhớ xem vào ngày mai nha.